các bạn tiếp tục chuyên mục review đồ online, tiếp tục các bạn đồ online tiếp tục chiều nay đó là trà sữa Ikigai nha các bạn. Trà sữa Ikigai mã giảm 25k cho nên món này 25k còn có 20.000. 25k mã giảm 25k giảm luôn thì ship luôn, ship hơi bị nhiều, ship thứ 20 đi hay 20 với món 5 nữa là còn 20.000 các bạn. Trà sữa 20.000 giờ gửi các bạn nghe mọc lên đánh này nghe, trà sữa miêu pháp nha. Giờ những cái này mình rửa mình xài lại được, cái tái chế được không? Giờ đập hộp nha. Đập hộp nè cái bàn này, cái bàn nó hơi nhỏ. Xong rồi mới để cái này vô các bạn. Để đặt sữa truyền thống, mình sữa truyền thống cũ 25. Uống Vinh Farm cho ngon. Sữa truyền thống hình như là hơn cái Vinh Farm mà được cái gì hạt gì á. Hạt gì mà hạt với củ với củ năng gì á. Hạt với củ năng với phô mai gì á. Họ uống thì ngon. À. Thấy chưa các bạn? À. Đem lớp kem đó quậy lên, quậy lên. Nãy mình đặt cái móng mới rồi, bữa sau thì móng mới rồi. Chạy sữa phúc long hơn mà cái quán đóng cửa, chạy sữa phúc long cho quán cua da nó rẻ. Ngon quá đi, tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem tập trà đặc biệt các bạn nha. Bye bye.